Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Cô xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4, bộ sách Chân trời sáng tạo. Cô rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng các con trong bài ngày hôm nay. Bài ngày hôm nay chúng ta học thuộc tuần 33 bài 4, nghe hạt dẻ hát, sách giáo khoa từ trang 122 đến trang 124. Bây giờ chúng mình hãy cùng mở sách giáo khoa trang 122 để chúng mình cùng nhau bước vào bài học nhé. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đến hoạt động khởi động. Và câu hỏi trong phần khởi động của chúng mình đó là: tưởng tượng để chia sẻ với bạn những hình ảnh và âm thanh trong một khu vườn hoặc một khu rừng. Bây giờ, các con hãy thực hiện yêu cầu giúp cô. Và đây là bài mẫu của cô. Trong rừng rợp bóng mát, cây cao vươn mình đón ánh nắng, cây thấp lan rộng những tia nắng lọt qua khe lá. Tiếng lá cây rào rạc như đang nói chuyện, tiếng chim hót, tiếng côn trùng, vân vân. Vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong phần khởi động. Bây giờ chúng mình tiếp tục đến với hoạt động khám phá và luyện tập. Và hoạt động đầu tiên trong phần khám phá và luyện tập của chúng mình đó chính là đọc. Hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau đi đọc văn bản, nghe hạt dẻ hát. Bây giờ các con hãy nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Nghe hạt dẻ hát. Bạn hãy đến Trùng Khánh vào những ngày trời trong mây cao. Khói đốt đồng đâm thẳng lên trời như cây sào. Không gian tứ bề yên ắng tĩnh mịch. Bạn sẽ được nghe hạt dẻ hát. Những cánh rừng dẻ râm ran đang vào vụ. Ban ngày, dẻ lao sao, rì rào, tí tách theo nhịp. Hạt dẻ rơi rơi như mưa màu nâu. Đó là bản nhạc mùa thu ở quê tôi không thể nào quên. Lũ gà rừng đang đi bỗng gật đầu bảo nhau dừng lại. Một chân đứng làm trụ, còn một chân khều hạt. Chúng lấy mỏ mổ, tọc tọc liên tiếp lên thân hạt dẻ. Một phát trúng, mười một phát trượt. Bởi vỏ hạt dẻ vừa dày vừa cứng. Mổ mãi mà không được hạt nào. Đêm đến, lũ chồn hương trèo lên cây định hái. Nhưng dẻ có gai, chúng rụt tay lại và chỉ hít lấy hít để hương dẻ cho đỡ thèm. Thật là tuyệt vời khi được lang thang trong một khu rừng dẻ. Nắng chiều sánh vàng như mật, bủa lấy rừng vàng. Ve ran như thác réo, rừng dẻ khe khẽ hát, theo ý phương. Bây giờ chúng mình cùng nhau đi trả lời một số câu hỏi tìm hiểu bài nhé. Chúng mình có câu hỏi đầu tiên. Những gì tạo nên bản nhạc mùa thu ở quê của tác giả? Những điều tạo nên bản nhạc mùa thu ở quê của tác giả đó là tiếng hạt dẻ hát, những cánh rừng dẻ râm ran đang vào vụ, ban ngày dẻ lao sao, rì rào, tí tách theo nhịp. Tiếp tục chúng mình cùng nhận câu hỏi số 2. Từ ngữ, hình ảnh được tác giả sử dụng để tả bản nhạc mùa thu gợi cho em cảm nghĩ gì? Những từ ngữ, hình ảnh được tác giả dùng để tả bản nhạc mùa thu giúp cho em cảm nhận được vẻ đẹp, âm thanh của thiên nhiên, sản vật mà đất trời ban cho mảnh đất Trùng Khánh. Tiếp tục chúng mình cùng nhau về câu hỏi số 3 nhé. Câu hỏi số 3 yêu cầu chúng mình. Sự có mặt của gà rừng và chồn hương đem đến điều gì cho khu rừng? Các con hãy đọc lướt cho cô bài và cho cô biết sự có mặt của gà rừng và chồn hương đem đến điều gì cho khu rừng? Sự có mặt của gà rừng và chồn hương phá vỡ không gian yên ắng tĩnh mịch của khu rừng với những hoạt động cố gắng ăn hạt dẻ nhưng không được. Và chúng mình tiếp tục đến câu hỏi số 4. Theo em, vì sao tác giả cảm thấy tuyệt vời khi được lang thang trong một khu rừng dẻ? Theo các con thì tại sao mà tác giả lại cảm thấy tuyệt vời khi được lang thang trong khu rừng dẻ nhỉ? Theo em thì vì lang thang trong một khu rừng dẻ, có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, nắng chiều sánh vàng như mật, bủa vây lấy rừng vàng, ve ran như thác réo, rừng dẻ khè khẽ hát. Và chúng mình cùng nhận với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5. Em hiểu như thế nào về tên bài Nghe hạt dẻ hát? Sau khi đọc bài rồi thì các con hiểu như thế nào về tên bài là Nghe hạt dẻ hát? Theo cô tìm hiểu thì bằng biện pháp nhân hóa, tác giả đã thể hiện
tình cảm trân trọng, yêu mến với hạt dẻ trùng khánh, những cánh rừng rẻ khi vào vụ rì rào, lao sao như thể đang hát. Vừa rồi chúng mình đã thực hiện xong phần hoạt động đọc, bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục đến với hoạt động luyện từ và câu, sách giáo khoa trang 123. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi luyện tập về trạng ngữ. Chúng mình có câu đầu tiên, đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu. Bên dưới chúng mình có một đoạn văn. Từ trên không, tiếng kêu của đàn sếu vọng xuống rồi xa dần. Những vầng mây xám xà xuống thấp, làm cho trời và đất như gần nhau hơn. Lúc này, trên những thửa ruộng đã gặt, người ta đang đốt những gốc rạ khô. Để đám cháy không lan rộng, trước khi đốt, rạ được thu vun thành từng đống nhỏ. Gió cuốn những làn khói xanh cuồn cuộn về hướng Tây Nam, theo Uyên Linh. Và chúng mình có hai yêu cầu sau. A. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu. B. Trạng ngữ tìm được trong mỗi câu thuộc loại nào. Bây giờ, các con hãy đọc yêu cầu và thực hiện giúp cô. Và đây là bài mẫu của cô. A. Chúng mình có trạng ngữ đó là từ trên không, chủ ngữ là tiếng kêu của đàn sếu và vị ngữ là vọng xuống rồi xa dần. Câu thứ hai, chủ ngữ là những vầng mây xám, vị ngữ là xả xuống thấp, làm cho trời và đất như gần nhau hơn. Câu số 3, lúc này là trạng ngữ 1, trên những thửa ruộng đã gặt là trạng ngữ 2. Người ta là chủ ngữ và đang đốt những gốc rạ khô là vị ngữ. Và câu thứ 4, để đám cháy không lan rộng là trạng ngữ 1, trước khi đốt là trạng ngữ 2, rạ là chủ ngữ và được vun thành từng đống nhỏ là vị ngữ. Và chúng mình có câu cuối cùng. Gió là chủ ngữ, cuốn những làn khói xanh cuồn cuộn về hướng Tây Nam là vị ngữ. Chúng mình có câu B. Trạng ngữ từ trên không là trạng ngữ chỉ nơi chốn. Trạng ngữ lúc này là trạng ngữ chỉ thời gian. Trên những thửa ruộng đã gặt là trạng ngữ chỉ nơi chốn. Để đám cháy không lan rộng là trạng ngữ chỉ mục đích. Và trước khi đốt là trạng ngữ chỉ thời gian. Tiếp tục, chúng mình đến câu hỏi số 2. Tìm trạng ngữ phù hợp thay cho mỗi bông hoa trong mỗi câu sau. Chúng mình có 5 câu. Bây giờ, các con hãy giúp cô tìm những trạng ngữ phù hợp để thay vào các bông hoa trong mỗi câu nhé. Và cô có bài mẫu như sau. A. Sau khi ăn thử món tôi nấu, ông bà rất hài lòng. B. Nhân ngày 20 tháng 11, chúng em gửi tới cô giáo những lời yêu thương. C. Trong show diễn, anh ấy chơi một bản nhạc rất xúc động. D. Mùa xuân đến, đàn chim én rủ nhau bay về. E. Vào những ngày nắng nóng, những cây bàng tỏa bóng mát che cho chúng em. Tiếp tục chúng mình cùng nhau đến câu hỏi số 3. Đặt 4 đến 5 câu về một người bạn của em, trong đó có ít nhất 2 câu sử dụng trạng ngữ. Và cô đặt được một số câu như sau. Câu đầu tiên, trong lớp em, bạn Thành là người học giỏi nhất. Câu số 2, ở nhà, bạn ấy thường xuyên giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. Câu số 3, vì hoàn cảnh khó khăn, bạn ấy thường xuyên phải làm việc phụ bố mẹ. Câu thứ 4, để có thể đạt được học sinh giỏi, bạn ấy phải rất nỗ lực. Và câu cuối cùng là nhờ có bạn giúp đỡ, em cũng đạt được học sinh giỏi. Và chúng mình vừa thực hiện xong phần hoạt động luyện từ và câu. Bây giờ chúng mình sẽ đến với hoạt động viết sách giáo khoa trang 124. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi luyện tập viết bài văn miêu tả con vật. Và chúng mình có đề bài đó là viết bài văn tả một con vật sống trong môi trường tự nhiên mà em thích. Bên dưới chúng mình có phần gợi ý. Đầu tiên về mở bài chúng mình sẽ đi giới thiệu con vật tả. Phần thân bài, tả đặc điểm nổi bật của con vật khi thực hiện hoạt động. Và kết bài là nêu suy nghĩ và cảm xúc của em. Và đây là bài mẫu của cô. Trong các loài chuột, chuột túi là loài to nhất. Nhìn chúng vô cùng đáng yêu. Chuột túi khá cao lớn. Nó có thể đứng thẳng lên, nhìn dáng trông như người đang đứng khom lưng.
Bộ lông chuột túi có nhiều màu khác nhau, nhưng đẹp nhất là bộ lông màu xám mềm mại. Cái đầu nhỏ rất cân đối với dáng người. Hai cái tai vểnh cao như đang nghe ngóng. Đôi mắt nó to đen với hàng lông mi dài. Đôi mắt chuột túi quả là đẹp, nhất là chuột mẹ, ánh lên sự hiền dịu. Cái mũi đen và xung quanh miệng có những sợi râu trắng. Cái cổ lúc nào cũng như vươn ra xa để nhìn ngắm mọi thứ. Hai cái tay phía trước của nó khá ngắn, còn hai cái chân thì dài và vững chắc. Mỗi khi di chuyển, chuột túi lại nhảy những bước thật nhanh nhẹn và linh hoạt. Điều đặc biệt và kỳ diệu nhất ở loài chuột túi chính là ở cái túi trước bụng của chúng. Cái túi ấy không phải để đựng đồ mà để chúng mang những đứa con. Thỉnh thoảng, chuột mẹ lại cùng con đi dạo chơi, nhìn đứa con nằm gọn gàng trong cái túi đó, thật ấm cúng và an toàn. Chuột túi là một loại động vật thật đặc biệt, nhưng nhìn nó thật dễ thương. Mỗi lần mở tivi thấy chúng xuất hiện là em lại chăm chú theo dõi. Câu 2 yêu cầu chúng mình đọc lại và chỉnh sửa bài viết của em. Các con hãy tự đọc lại và chỉnh sửa bài viết của mình sao cho thật hay nhé. Và cuối cùng chúng mình đến với hoạt động vận dụng sách giáo khoa trong 124. Và câu hỏi trong phần vận dụng của chúng mình đó là: thi tìm tự ngữ gợi tả âm thanh. A. Có âm đầu giống nhau. B. Có vần giống nhau. Và C. Có các tiếng giống nhau. Và đây là bài mẫu của cô. A. Cô tìm được hai từ đó là xôn xao và líu lo. B. Cô tìm được từ đó là lạo xạo. Và C. Cô tìm được từ đó là ầm ầm. Câu số 2. Nói 1 đến 2 câu về âm thanh mà em thích. Bên dưới chúng mình có 3 gợi ý. Chúng mình có thể nói về âm thanh của tiếng mưa này, có thể nói âm thanh của loài chim hót, hoặc có thể nói về âm thanh của biển. Và đây là bài mẫu của cô. Bên ngoài xôn xao tiếng nói chuyện, tiếng chim hót líu lo. Và bài của chúng mình hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con ở những bài học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.